xét chưa? Đâu? Xét chưa mà? Xin chia cho chữ x, sáu người gì như này giờ nè. Xét chưa mà? Chưa? Xét thứ hai gần thứ hai rồi. Đấy. Đến F. Gần dưới là x. Cái này là để làm gì đây? Kẹp cái này. Hả? Kẹp cái này. Kẹp cái này để.